Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Trên tay tôi là đang có 3 cái máy bán vít, 2 cái máy bán vít và 1 cái máy khoan. Nhưng mà cũng có tính năng bán vít. Đây tất cả đều là những cái máy nội địa của Nhật, máy cũ. Con đầu tiên là con Roybee. Mã của nó là mờ quá, không nhìn rõ. Hình như là DLD900 thì phải. Con này pin nguyên bản của nó là 9.6V, nhưng mà mình đã độ lại nó lên 12V rồi. Nó vẫn chạy được bình thường, không sao hết, nó càng mạnh hơn. Đây là con Roybee. Tiếp theo thì là con máy Sheet. Sheet 120. Đây, Sheet 120 cũng 12V. 12V. Đó. Con thứ ba đó là con khoan Hitachi. Con khoan này thì nó cũng có tính năng vừa khoan vừa bán vít. Ở chế độ bán vít thì nó có đến 22 cấp trượt, từ 22 cấp búa đấy. Con này cũng pin 12V, chạy pin 12V. Con này mã của nó là FDS12DVC. Hôm nay mình sẽ làm một bài thử sức mạnh của ba con này, xem là mình nên chọn con nào. Các bạn nếu mà các bạn có nhu cầu muốn mua các cái máy khoan, máy bán vít cũ này, thì nên chọn những cái con nào. Thì mình hôm nay mình sẽ test ba con này. Ok, bây giờ mình sẽ đi test nó nhé. Ok, để test nó thì mình sẽ bắn những con vít 5 phân này vào cái mì gỗ này. Mì gỗ này là rất chắc nhá, rất là chắc. Mình sẽ bắn thử vào đây xem là cái độ sâu của từng con máy bắn vít này nó có thể khoan bắn sâu đến mức độ như nào. Ok, đầu tiên mình sẽ thử con Roybee này trước nhá. Chắc nó không xuống được nữa rồi, gỗ này rất là chắc. Ok, tiếp theo mình sẽ thử con Sheet này. Gãy luôn mũ các bạn ạ. Quá cứng. Tiếp theo mình sẽ đến lượt con máy Hitachi này nhé. Mình sẽ để cho nó cấp búa cao nhất, cấp 22. Cũng gây mũ các bạn ạ. Gỗ cứng khủng khiếp. Ok, đây kết quả các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy là với cái máy Roybee nó chỉ bắn được đến đây thôi. Còn con Sheet thì bắn sâu hơn một chút.
và bị gãy mũ. Đến con Hitachi thì cũng sâu hơn con Sid một chút mà cũng bị gãy mũ. Đó, chứng tỏ là con Hitachi này cũng mạnh ấy chứ. Cái cấp búa của nó rất là mạnh đấy. Nhưng mà con Hitachi này ở chế độ khoan của nó thì không được mạnh lắm. Chế độ khoan không được mạnh lắm. Con Hitachi này mình đã thử khoan rồi nhưng mà nhiều gỗ là không khoan được và nên là tắc. Con này có hai cấp, hai và lao thì vừa nãy mình đã dùng cái cấp cao nhất rồi. Ok, như vậy là qua cái bài test này mình có thể khẳng định được là sức mạnh của con nào mạnh hơn. Hitachi kiêm khoan luôn, bắn rất là sâu. Ok, nếu các bạn có nhu cầu mà vừa khoan vừa bắn vít thì có thể chọn cái Hitachi này, rất là mạnh ấy. Tiếp theo là Sid 12V cũng rất là khỏe, rất là mạnh. Nếu như các bạn mua cái máy bắn vít này mà muốn khoan thì các bạn mua thêm cái đầu khoan, nhưng mà đầu lục nữa thì mới cắm được vào cái lỗ này, có thể mình có thể khoan được. Và con Royby này cũng rất là mạnh ạ. Nguyên bản của nó là 9,6V nhưng mà mình đã độ lên 12V, thực ra là nó cũng mạnh hơn bình thường. Cái máy dòng máy Nhật bãi cũ này dùng vẫn rất là tốt, có thể dùng tốt hơn những cái máy mà Trung Quốc mới, đời mới bây giờ. Ok, video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Thì các bạn thấy video này hay thì có thể like và chia sẻ video cho mình nhé. Nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.